cái ông có chắc chắn là đã biết hết tất cả về dài tay chưa? Ok, vậy hãy thử cùng tôi là một bài test vui nha. Vậy cái ông có biết cái này là cái gì không? Ý tôi không phải đôi giày nha, mà là cái này nè. Và dành cho những ai chưa biết thì đây chính là bun tháp. Sẽ có rất nhiều người thắc mắc bun tháp là gì đúng không? Thì thực ra đây là một chi tiết thường có mặt ở những đôi bút hoặc là giày cao cổ, và chúng thường được làm bằng chất liệu co giãn. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó có rất là nhiều công dụng. Có một sự thật là việc sỏi chân vào những đôi giày cao cổ thường rất là khó khăn. Vì vậy bun tháp được ra đời để giải quyết những điều đó. Nó giúp cho người đi có thể dễ dàng mang giày vào chỉ bằng vài động tác kéo thả đơn giản. Và các ông đừng vội nghĩ là bun tháp nó sẽ hư ớt, bởi vì chúng thường được làm bằng chất liệu cao cấp, cho nên là nó sẽ cực kỳ chắc chắn. Dù có nhiều ưu điểm nhưng bun tháp vẫn sẽ có một số điểm trừ do thiết kế không khéo, như là bun tháp quá dài hoặc là quá cứng. Nếu bun tháp quá dài thì sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên sẽ bị mắc vào gấu quần sâu. Còn nếu bun tháp quá cứng sẽ làm cho chúng ta cảm giác khó chịu, thậm chí là đau phần gót chân. Ngoài việc đóng góp vào độ thẩm mỹ của đôi giày thì bun tháp cũng là một chi tiết khá quan trọng dành cho những đôi giày cổ cao. Và đó là tất cả những gì về bun tháp. Và nếu các ông còn thắc mắc gì, hãy để lại comment cho Bilaxy cùng biết nhé.